Ta bao
khi thấy một con người không nhận ra lòng thương xót của ta, khi thấy một con người, một con người có nghĩa là con người đó không nói là có đạo hay là không đạo, ta đau buồn khi thấy một con người không cảm nhận được lòng thương xót của ta. Và ta đau buồn hơn nữa bởi vì ta muốn tu đổ lòng thương xót của ta cho những con người đó mà tu đổ được. Rồi ta đau buồn hơn nữa khi ta thấy một con người ưu tiện, ta ưu tiện mà không hiểu được lòng thương xót của ta. Người ưu tiện là người nào? Ai? Ai là người ưu tiện của Chúa? Ai? À, đây này, những con người này là được Thiên Chúa tách ra từ ở trong thế gian, là những con người được Thiên Chúa ưu tiện mà không cảm nhận hết được lòng thương xót của ta. Vậy hồi hôm qua không biết có mai sơ nào bị cho tôi nói thư cha nhưng không dở hết các sách mà không thấy có chỗ nào gọi là ý lễ lòng thương xót đâu, không không có chỗ nào mà đọc đúng có cái chữ lòng thương xót đó. Vậy giờ cha làm để cho đọc chỗ nào? Thế này, vậy thì ngày năm 2000 Đức Thánh Cha John Paul II đã ấn định cái lễ ngày chủ nhật hai phục sinh là lễ kính lòng Chúa thương xót. Có nghĩa là bây giờ anh chị em nhìn vào tôi đây ha, thì trong con người tôi nó có nhiều cái xấu, có nhiều cái tốt, nhưng mà anh chị em chọn ra một cái để mình thích, đúng không nè, đúng không? Ví dụ như bây giờ ông Gia Tường là ông xấu dữ lắm, nhưng mà ông còn một cái mình thích rộng đẹp, ví dụ vậy thôi nha, ví dụ vậy thôi chứ không có thiệt. Nhưng mà nếu có thiệt con sao đó nè, à vậy thì Đức Thánh Cha John Paul II muốn chúng ta là mỗi năm dân thánh lễ gọi là để nhớ lại lòng thương xót của Chúa, gọi là lễ kính lòng thương xót, nhớ lại. Bây giờ đó là một cái lý do để chúng ta dân thánh lễ kính lòng thương xót, nhớ lại lòng thương xót của Chúa đời nọ tại và đời kia. Rồi bây giờ cái đường đi của lòng thương xót Chúa là đi như thế nào? Bây giờ nói cha lên cho nó giảng lòng thương xót Chúa, nhưng mà đi như thế nào gọi là đi lòng thương xót Chúa? Có ai biết không? Mình chưa biết, mình cứ nói lại sao? Biết sao mà vậy? Mình đi trên cái con đường lòng thương xót. Bây giờ tôi đi trên con đường này, đây từ đây tôi đi qua đây, thì tôi biết rằng là trên con đường này không có vật cản, cho nên tôi phải né, tôi không dám đi đụng, tôi không dám đá vật cản đâu. Vậy thì bây giờ mình đi trên con đường lòng thương xót là mình đi như thế nào, hoặc là đi trên con đường lòng thương xót? Đi bằng cách nào? Đi bằng cách nào? Có ai biết không? Ba chị cần phải đi. Chuyện gì? Cái gì nhét nhét nó mà không biết nói được. Có ba chị chúng ta phải đi trên con đường lòng thương xót. Chuyện thứ nhất là khẩn cầu lòng thương xót. Khẩn cầu có nghĩa là gì? Dân tay đọc kinh cầu nguyện gì đó, nên gọi là khẩn cầu lòng thương xót. Con đường thứ hai là con đường gì? Thực thi lòng Chúa thương xót. Con đường thứ ba là con đường gì? Phó thác lòng cho lòng Chúa. Đó là chúng ta đang đi trên con đường lòng Chúa thương xót. Nhưng mà bây giờ mỗi một cái điều gì chúng ta làm nó đều có một lãnh đạo. Ví dụ như dòng Bến Thánh Giá, Cần Thơ, lãnh đạo là gì? Dòng này lãnh đạo là gì? Bước theo Chúa Giêsu. Chi nữa? Bước theo Chúa Giêsu để sống mọi nghiệp học giá Giêsu chịu đâu. Bây giờ mình rút gọn hết trơn rồi, còn hai chữ thôi để mình dễ sống nè. Chưa rút gọn hết rồi. Đó, cảm ơn chị. Đó là một cái con, cái lãnh đạo mà chúng ta phải đi theo. Vậy thì bây giờ lãnh đạo của lòng Chúa thương xót là gì? Là gì? Chưa có. Hội đồng giám mục Việt Nam vừa rồi có các cha gọi là yêu mến lòng thương xót Chúa họp tại đại dương Vũng Tàu. Rồi sau đó cái tuần sau Chúa Nhật Phục Sinh đó, tức là Chúa Nhật Phục Sinh xong rồi thì các đức giám mục họp ở thành phố Hồ Chí Minh họp tại trung tâm phục vụ mới. Các cha kiến nghị với các đức giám mục là cho chúng con dân thánh lễ lòng thương xót. Vậy thì bây giờ chúng ta chưa biết cái lãnh đạo của lòng Chúa thương xót là gì. Tôi tự đặt ra lãnh đạo của lòng Chúa thương xót là anh em trên nhân không. Lòng thương xót Chúa là cho không, chứ mẹ là sao vậy? Cho nên tôi đi trên cái con đường là
chỉ dịch có dịch cho đấy, ai xin luôn cho luôn, rồi là anh em hãy cho đi. Nhưng không, rồi kể một chuyện vui. Có một bữa nọ, có một thầy sư ổng đi giảng ở xứ này xứ kia, xong có một cái cô cổ viết thư cho thầy. Cổ nói thầy ơi, thầy là đẹp trai đó, thầy giảng hay dữ lắm, bây giờ con thương thầy quá, nếu mà thầy không thương con là con chết liền. Mấy sơ mà gặp một cậu thanh niên viết như vậy thì sao trả lời sao? Vì vậy đẹp quá, bây giờ mà con thương gì quá rồi, vì mà không thương con chết liền. Nếu có một người đàn ông nào mà biết một cái thương như vậy thì chị trả lời sao? À, chưa có gặp ai viết vậy sao? Trả lời sao? Giờ người nào ai vậy đã lời á? Bước theo Chúa Giêsu chỉ có linh thôi. Nói dạ thưa anh, em bước theo Chúa Giêsu chỉ có linh đầu, cho nên em không chịu lo. Ha. Thầy đã lời là cô mà thương cô mà không thương cô là cô chết liền. Mà nếu cô mà thương cô là cô sẽ chết trước cô. Cho nên thôi rồi. Thế thì thưa anh chị em, em xin hỏi thưa cái gì? Chúng ta có quá nhiều chạm mãi của thế gian, chúng ta có quá nhiều cái chạm mãi của thế gian mà ba thù thù tiết này. Thứ nhất là thế gian khác thật ra chúng ta có ba cái thù mà bây giờ đổi lại mà cũng xót nhớ thì chúng ta cũng có ba cái gì để đi theo. Một là cảnh, hai là thực, ba là tính. Tính khác hay là khó khác. Tính khác có nghĩa là tính là tinh, khác là cạn. Tính khác có nghĩa là cho trong cạn và tinh cạn. Cho nên thế gian là ba chị, thế gian xác thịt ba người, thế gian xác thịt ba người. Thì chúng ta có ba chị để đối lại là khẳng cầu, thực thi và tính khác, là chúng ta chống lại cái thế gian đó, gọi là lòng thương xót. Vậy lòng thương xót Chúa là chúng ta, căn bản của lòng thương xót Chúa là chúng ta đi trên con đường khẩn cầu thực thi và tinh thần, đó là chúng ta đi trên con đường lòng thương xót. Cái linh đạo của lòng thương xót Chúa mà tôi đặt ra là anh em hãy cho đi, nhưng không đó, chúng ta đi sống đường lòng thương xót. Còn nếu không thì tất cả mọi người đều rơi rớt hết, đi thời gian rồi rớt, đi thời gian rồi rớt hết, rớt hết. Em tin tôi đi, à các vị tin tôi đi, đi thời gian rồi rớt hết. Bây giờ chúng ta hiểu được cái tầm thương xót Chúa là để nhớ lại lòng thương xót của Chúa. Giống như ngày thứ sáu tuần thánh đó, là chúng ta hôn gì nó đúng cái này. Trong hội 50 triệu của quần thì nó đúng cái tư tưởng này. Đó, ngày thứ sáu là chúng ta hôn chân Chúa, đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng hay sai? Sai rồi, đúng rồi. Hôn gì? Hả? Hôn kính thánh. Cái chân Chúa đâu mà hôn? Nghe. Ngày thứ sáu chân Chúa ở đâu? Chân Chúa ở đâu? Ngày thứ sáu Chúa đã nằm ở trong trong mộ rồi, làm sao mà hôn chân Chúa được? Ngày thứ sáu là hôn kính thánh. Vậy chúng ta hôn chân Chúa lúc nào? Cái chị phụ nữ mà phạm tội ngoại tình đó, chị đến chị lấy dầu thơm tha lên chân Chúa nè, rồi chị hôn chân Chúa nè, nước mắt chị rớt xuống chân Chúa, lấy tóc chị lau lên chân Chúa luôn. Chị đó gọi là chị hôn chân Chúa. Còn ngày thứ sáu mình không hôn chân mà mình hôn thánh giá. Chúng ta đừng hiểu lầm là ngày thứ sáu hôn chân Chúa là sai. Nghe nè, ngày thứ sáu chúng ta hôn chân Chúa, hôn kính thánh giá. Hôn chân Chúa là cái chị phụ nữ ngoại tình. Rồi sau khi mà chị hôn chân Chúa xong thì Chúa làm sao? Chúa nói là sao? Con hãy đi và từ nay đừng. Đó là lòng thương xót. Đó là lòng thương xót. Trên họ đạo tôi đó, mỗi ngày thứ bảy là mấy ngàn người hôn chân Chúa. Tôi bắt họ bây giờ mọi người tới với lòng thương xót, hôn chân Chúa.
tôi mới chịu, còn không hôn tôi không chịu, còn mấy hôn chân tôi à. Đây anh Trang nhìn thấy nè, cha hứa rằng linh hồn nào tôn kính bức ảnh này sẽ không bị hư mất, chỉ là tôn kính thôi, thế nào, chỉ là tôn kính bức ảnh này thôi thì sẽ không bị hư mất. Cha cũng hứa cho chiến thắng kẻ thù của linh hồn ngay khi còn ở trên thế gian, đặc biệt trong giờ chết chính cha sẽ bảo vệ họ như vinh quang riêng cha. Vậy thì linh hồn nào, người nào, nơi nào, xe nào tôn kính bức ảnh này thì người đó sẽ được làm thân xác Chúa bảo vệ. Vậy thì bây giờ mình chỉ tôn kính thôi mà mình được thì mình hôn chân Chúa thì sao? Hơn nữa anh chị em thấy rõ ràng chứ, hơn nữa, cho nên bằng chứng là chị phụ nữ hôn chân Chúa, Chúa nói với chị rằng tội con đã được tha, con hãy đi và từ nay mình phạm tội, nếu con phạm tội nữa thì sao? Làm sao? Lại hôn nữa. Chứ sao? Phạm tội nữa là vậy thì rõ ràng. Ở bên xứ tôi đó, tôi làm một cái tượng trước cửa nhà thờ, cho nên ai tới cũng hôn chân Chúa. Tôi lập luận với họ một cách đơn sơ xuất thôi, chứ không lập luận gì sâu xa. Dân nghèo thì dân dốt, mà mình nói gì họ không hiểu đó, cực khổ dữ lắm. Thế thì tôi nói anh chị em ơi, những người đạo Phật á, người ta đến chùa để người ta làm gì? Mình phải biết rồi nha, mình là những người tu hành, mình phải biết à, không biết là mình ra ngoài nó không được. Những người đạo Phật người ta tới chùa người ta làm gì? Người ta lại Phật. Còn mình tới nhà thờ, anh chị em vô đây có lại Chúa không? Có hồi nào tôi thấy cúi đầu không nghe, tôi chưa thấy lại bây giờ hết, đừng có nói dốc. Tôi rình tôi thấy từng người cúi đầu. Người ta tới chùa người ta lại Phật, rồi người ta tới chùa để người ta làm cái gì? Sám hối đó. Rồi người ta tới chùa để người ta làm gì nữa? Làm công quả, đúng chưa? Đúng không nào? Người ta tới chùa để lại Phật, để sám hối, để làm công quả. Còn các chị vô nhà dòng để làm gì? Hy vọng ngày nay ta sẽ làm bà mẹ cho con, đó là làm công quả. Thế là tôi nói thật đó, chiều mà chi phi ra làm công tác có đứa nó ẹo biết, có đứa nó ẹo biết, nó núp lùm, nó ra cầm cái vợ tôi trong chủ viện ra mà không biết sao được. Đó là tại cái ý thức của chúng ta không đủ, cho nên cái việc mà thực thi lòng thương xót yếu. Bây giờ chúng ta nhớ lại, chúng ta vô nhà giàu để chúng ta làm cái gì? Để chúng ta đại chúa, để chúng ta sám hối và để chúng ta làm cái công đức ở trong nhà giàu. Như đó là anh chị làm cho. Như đó là cái gì? Như đó là cái gì? Chúng ta chưa biết hết được điều đó. Những cái cơ bản mà không biết là cái gì có học chưa, mà tôi tin này là quá rồi. Những cái cơ bản thứ hai là cũng có luôn. Bây giờ cái phép lành nào mà lớn nhất ở trên đời gian này, phép lành của ai lớn nhất ở trên đời gian này? Trên đời gian này ai ban phép lành lớn nhất, phép lành nào gọi là phép lành lớn nhất? Hả? Học lên mình đã đang học thôi, có gì đâu, tạo cũng đang học thôi. Phép lành nào gọi là phép lành lớn nhất? Phép lành mình thắng, mình thắng Chúa hồi nãy lên mình. Đây là Chúa đang ban phước lành trên thế gian cho con vua ban. Đó là phép lành lớn nhất trên thế gian, là phép lành của mình thắng Chúa. Linh mục cầm hào quang nâng lên, giơ xuống qua lại, đây là phép lành lớn nhất trên thế gian, gọi là phép lành mình thắng Chúa. Phép lành thứ hai là phép lành qua, phép lành của linh, linh mục, phép lành lớn thứ hai, coi cũng là phép lành lớn thứ hai. Ở dưới quả ngục bây giờ người ta có một cái tên mới, đó là tên gì anh em biết không? Cái gì biết không? Quả ngục bây giờ nó đặt tên mới, mà cái tên đó ai cũng phải vô đó thôi, gọi là thẩm mỹ viện. Thẩm mỹ viện của Chúa, cái thẩm mỹ viện của người đời. Thí dụ như mình ở trần gian mình làm những cái lỗi lầm gì thiếu sót đó, thì những cái lỗi đó mình vô đó mình
cái miệng mình nói bậy thì vô trong đó nó giũa răng mình, thế nè, cái lưỡi mình nói bậy thì vô trong đó nó sẽ dằn cái lưỡi mình. Ví dụ con mắt mình nhìn bậy thì vô trong đó nó sẽ xử, lỗ mũi mình hửi bậy thì nó lên, thế nè. Ví dụ gọi là phẩm vị gì Chúa. Nãy giờ nói chưa có vô đề là không sót. À, chỉ qua những cái cơ bản cho cái gì nghe chơi để chúng ta trở lại cái chủ đề chúng ta là kiếp gieo sầu. Bây giờ chúng ta đọc câu này, tính của loài gieo, chúng ta sẽ hiểu một chút về con gieo nha. Các gì có biết con gieo, có bắt được con gieo bây giờ chứ, cầm trên tay mình chứ, rồi luôn rồi ai biết con gieo. Nhưng mà giờ chúng ta hiểu là trứng gieo được đẻ trên cây, ngộ lắm. Khi dê con nở thì nó rơi xuống đất và đào hoa nở. Khi nó nở rồi và nó đào hoa nở, dê con hút nhựa để cây để sống và lột xác nhiều lần. Khi tới thời kỳ nó chui lên khỏi đất và bò lên cây lột xác cho nó. Anh chị em thấy các gì thấy cái con dê nó cực không? Đời sống của nó rất là cực. Khi mà nó được hình thành, khi mà nó được hình thành thì nó trứng của nó được đẻ trên ngọn cây, rồi khi nó nở xong rồi nó phải rớt xuống dưới đất. Nó rớt xuống dưới đất xong rồi nó mới được hút, nó sống bằng cái nhựa rễ cây, rồi sau một năm nó mới chui lên khỏi mặt đất để nó bay lên trên ngọn cây. Đây các vị thấy bao nhiêu đó chúng ta sẽ áp dụng cho cái đời tu của chúng ta. Tự nhiên các gì sinh ra tại gia đình của mình, rồi tự nhiên mình mang cái áo dài đen, rồi mang cái cổ cắn, mang cái lúc đội vô, nó kêu mình gì không? Hả? Nó chịu kêu mình gì không? Không đâu. Mình cũng cực như con dê vậy đó. Nhưng mà rồi con dê nó cũng phải cố gắng nó làm như thế. Con dê nó cố gắng là tại sao? Tại vì cái số phận của nó phải là như thế. Mà đó là cái đau khổ của những người tu hành, của tôi và của anh chị em, của các chị. Nếu chúng ta không hiểu được đường đi của lòng thương xót là chúng ta phải dứt được chỗ đó đi. Mà cái chỗ đó là cái chỗ mà bài chính sách khôn ngoan nói với chúng ta rất là rõ. Người công chính dù có chết sớm cũng được yên vui, vì chứng tuổi già đáng kính trọng, không phải vì đường họ, không phải vì cao niên. Nhưng mà chúng cách họ đi là bởi vì Chúa sợ. Sợ cái gì? Hả? Chúa sợ gì? Chúa sợ gian tà biến đổi lòng họ, hoặc sự gian dối lừa đảo đến lòng họ, hoặc tình dục làm cho người ta say mê để đang làm việc. Hỏi thử cái ông này, tình dục làm không say mê không? Hả? Anh chàng thấy cái gì mới rõ? Nếu chúng ta mà không lộ xét như con dê, chúng ta không né tránh như con dê, mặc dù con dê nó khi mà nó lên trên mặt đất rồi nó kêu, cái tiếng của nó người ta gọi là dê kêu, nó lớn như vậy đó. Vậy mà nó phải trốn tránh cái kẻ thù. Vậy thì chúng ta cũng vậy, khi chúng ta ra khỏi nhà chồng rồi thì chúng ta giống như nghe lộ xét, chúng ta thương người khác dê kêu, nhưng mà chúng ta vẫn còn kẻ thù. Chúng ta đọc người hẳn cái lời vẫn còn có một câu gì ghê lắm. Chúng ta phải nói thật với nhau để sống, chúng ta phải nói thật với nhau để thi hành, và chúng ta phải nói thật với nhau để rồi tính khác, để rồi trong khác, để rồi khó khác. Rồi tự thân chúng ta phải có ý đấu cho đến cùng. À, các gì ơi, các gì đừng có tưởng rằng các gì ở trong nhà chồng bước ra được một cái thanh niên bây giờ nó kịp thờ, sao nó kịp thờ cái gì mà cảnh. Nãy tôi vô tôi thấy bốn trong đứa nó kịp thờ, tôi hỏi nó đây phải nhà dòng, nó nói phải, nó làm dữ này, chờ nó bả ra hốt đi. Đó tôi nói như vậy đó. Ghê lắm. Thật sự tôi mới tới nhà dòng này lần đầu tiên, dừng xe lại đứa cổng gọi mấy anh ơi, biết liền nhà dòng này. Kẻ thù không lắm, kẻ thù của chúng ta. Nhưng mà khi bước ra ngoài đó rồi chúng ta không có tình thương đấy, thì nó sẽ tác chúng ta đi. Nhưng nếu chúng ta có tình thương, nó không dám đụng đến chúng ta, nó đụng đến là nó im tiếng đi mà cũng đứng.
ở tính tôi đi. Bữa nay chúng ta tĩnh tâm với lòng thương xót, và cái giờ hồi nãy là cái giờ chúng ta cầu nguyện đúng không? Giờ này là một món ăn rất là đặc biệt cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta có thể cười giỡn vỗ tay cũng được, nhưng mà câu như vậy nhưng mà chúng ta cười, nhưng mà cười trong cái thánh quan và cười trong cái phòng. Nãy giờ tôi nói có nhiều cái chi tiết mà nhiều khi các chị học thành học không, nhưng mà những cái nhỏ mình không biết đó nè, những cái nhỏ dưới đất này mình không biết. Mà người ta xây một cái nhà, bây giờ cái nhà vì xây cái nhà thờ này sẽ là cái nhà thờ ở nhà nguyện, thờ miễn nhiệm vậy như có Chúa trong đó thôi nha. Đó, chúng ta nhìn lên cái lầu thế này, chúng ta thấy nó nứt cái môi rồi, nứt rồi. Tại sao nó nứt vậy? Do bởi cái móng của chúng ta mọ nó mới nứt. Chúng ta tưởng rằng ở trên đó chúng ta làm cứng cáp là ổn, ở dưới móng này nó cứng thì ở trên đó làm gì cũng được, còn ở dưới móng là tầm bậy tầm bạ mà lên làm tốt là sập liền. Các gì học thật học đi, nhưng mà ở dưới chân này không biết là sập liền nè. Ở dưới chân này mà các gì không biết là cái gì sập liền. Hỏi chứ bây giờ phép lành nào lớn nhất ở trên này nha, chúng ta không biết là sập liền rồi. Chứ đừng nói là Ubi Amatonon Laboratum, nói tiếng Latin là như là gió vậy đó, nhưng mà ở dưới đất không biết thì từ lầu biết phải làm sập, bước ra được là sập. Như vậy những cái chuyện nhỏ nhỏ chúng ta hãy biết đó, để rồi khi chúng ta bước ra ngoài chúng ta sẽ làm những gì cao thượng hơn. Khi chúng ta có tình thương rồi, mấy cái thằng đất ở ngoài đó nó gặp các gì đó, nó sẽ cung kính các gì, nó không dám đụng đến. Nhưng nếu các gì mà không có tình thương rồi, các gì bước ra ngoài nó dẫn đi liền. Ngược lại các gì chống lại ba thù sát thịt, không phải là chúng ta lần chuỗi ăn chay cầu nguyện mà chúng ta chống được, không không. Đừng tưởng vậy con ơi, đừng tưởng là lần chuỗi ăn chay đọc kinh cầu nguyện là chống lại được ba thù, mà tình thương mới chống lại được ba thù. Ví dụ này mới hả cụ, ví dụ này các gì cũng nghe rồi chứ, chống lại ba thù đó chỉ có tình thương mới chống được, chứ không phải là lần chuỗi ăn chay cầu nguyện mà đủ bản lĩnh để chống ở đâu. Tình thương mới đủ bản lĩnh quán cải mấy cái đứa đó, tình thương mới quán cải được ba thù. Chứ còn lần chuỗi ăn chay đọc kinh cầu nguyện không thể chống lại được, chỉ có tình thương. Mà tình thương nó cụ thể chứ không phải bằng cái miệng của mình. Cái tình thương bây giờ nó phải cụ thể chứ không phải nó hành động. Thánh Gia Quê nói đức tin không có đó, cái gì quá thuộc rồi đó. Cái tình thương của mình không phải bằng cái miệng mà bằng cái cụ thể, bằng cái hành động, bằng cái hành động thì cái tình thương đó mới chống lại được bằng. Tôi lấy một ví dụ thứ hai nè, nói chơi cho nó vui nha, nói chơi cho nó vui. Cái thứ bảy đại lễ lòng thương xót Chúa vừa rồi bên tôi đó là 7.000 người đi tham dự cái lễ lòng thương xót, mà tôi làm lễ xong là tôi cho người ta ăn cơm đủ 7.000 người như vậy đó. Tôi mong từng sau 7.000 người rồi từng tới 8.000 người rồi từng tới 9.000 người mà dẫn đóng cơm của ta. Tôi mà ở trong cái nhà dòng này đó, cái nhà lẻ đó là tôi 1.000 đứa chứ không phải là 1 đứa, nuôi không 1.000 đứa mà sao tôi nuôi nổi. Bởi vì cái tình thương nó lớn lắm anh chị. Khi tình thương nó lớn lắm cái gì, khi mà các chị bung cái tình thương của mình ra thì tất cả mọi người họ sẽ nhảy vô cái tình thương đó. Ở đây xuống xuống đằng nó có một cái tên gọi rất là hay, Dũng, mà nó có chữ gì phải không? Người ta hay gọi là Dũng Sinh, mà ở đây nó gọi là Dũng gì? Ngộ nha, Dũng mà không thơm lắm đó. Đáng lẽ Dũng Sinh Dũng Hôi vậy mà là Dũng Thơm. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy làm cho cái nhà dòng của chúng ta thành cái nhà dòng thơm, nhà dòng thơm. Bây giờ ở Đông Thắng tôi đang dự kiến là sẽ đến 20.000 người đi thăm điện thánh lễ mỗi ngày của mình. Nhà tôi vẫn cố gắng phải anh em cho nhân không những con người đâu. Giống như tôi mới nói chuyện với bà Nhất ở đây này, từ đây đến Tết tôi sắp xếp được và tôi sẽ gắn ở đây một cái hệ thống nước lọc tinh khiết, đóng chai đóng bình cho mấy vị để chết hết. Muốn nước gì giờ thì chết hết.
nước này là nước nguy hiểm lắm, chỉ nấu chạy tắm chạy ăn uống được, nấu chạy được nhưng mà uống không được, uống là bệnh. Nó là cái chất rắn chất TDS nó cộng lại cũng nguy hiểm. Cho nên khi tôi bước chân tới đây rồi thì nhất định tôi sẽ làm cho ở đây một cái nhà máy nước tinh khiết để cho các vị uống cho không có bệnh tật, các vị sẽ sống được nhiều năm hơn nữa, các vị sẽ diễn tả cái tình thương, diễn tả lòng thương xót cho mình thấy. Rồi chúng ta nói thêm cái gì, hồi nãy tôi nói khi mà mình bước ra đường đó, một con ve khi mà nó bước ra khỏi cái bước ra hàng cây rồi là nó kêu bốn sừng á, nhưng mà nó phải chống lại cái thù đó, nó vẫn có kẻ thù. Chúng ta những người đang tu hành này bước ra khỏi ra ngoài đường rồi, chúng ta vẫn có kẻ thù, mà kẻ thù của chúng ta đó, nó ghê hơn cái kẻ thù của những con vật. Thí dụ như bây giờ một con ve nó đeo lên cái cây thì con này thấy muốn ăn thịt, con kia thấy muốn ăn thịt, nhưng có những con nó thấy là muốn ăn thịt còn này rồi. Lỡ là con chạy là một viên sót cứu không tha thứ. Ví dụ đây là con sâu nó đậu lên cái cây này, có những cái kẻ thù nó tới nó tấn công, nhưng mà nó thấy con sâu này nó chê con này, đúng không, nó thấy con mồi này nó chê, nó mồi giỏi con này, mồi xấu con này, mồi này không ngon con này, nó đi tìm mồi khác. Nhưng mà các gì mà bước ra được đi để phù nào thế thì nó mới ngồi bom nè, ghê không, ghê. Chúng ta là một miếng mồi ngon cho ma thù, như vậy thì để mà chống lại ma thù đó thì chúng ta chỉ còn lòng thương xót, chỉ có tình thương nó thì chúng ta chống lại được. Một cái miếng mồi, một cái con mồi đang đeo trên ngọn cây, một cái con cả thù khác đi ngang nó thấy mồi thì dọn nó không ăn, nhưng mà chúng ta là một miếng mồi ngon ra khỏi cổng rồi là không có đứa con kẻ thù nào mà nó chê, nó thèm, nó rình, nó đập, nó làm. Tôi nói rồi, những gì lớn tuổi kinh nghiệm, những gì nhỏ nhỏ mới vô thì chưa có gì không, chưa biết gì hết. Thế này, những gì mà đã từng thất trọng rồi là có kinh nghiệm. Chúng ta là một miếng mồi ngon cho ma thù, vậy để chống lại ma thù đó thì chỉ có lòng thương. Mà cái tình thương của chúng ta bây giờ là tình thương nhưng không, tình thương nhưng không, chứ không phải là tình thương mà bằng môi miệng nữa, mà tình thương một cách nhưng không, phải hành động một cách nhưng không. Các gì hành động nghĩa nào được. Vậy thì cái đường đi của lòng thương xót chú là khẩn cầu thực thi và thực tác, nhưng cái đèn pin đi rồi nó đi linh đạo thì cho anh em phải cho nhìn thấy. Khi mà anh chị em, khi mà các gì mà có cái tâm tình anh em không rồi thì các gì mới chống lại được bao nhiêu, chống lại. Chúng ta đã đi theo lòng thương xót một thời gian, lẽ nào chúng ta còn chưa chịu từ bỏ cái con người cũ của mình để lớn lên thành chúng. À, các vị đã từng đi theo Chúa một thời gian rất dài rồi, tôi cũng vậy. Tôi cũng đã từng đi theo Chúa một thời gian rất dài rồi. Hồi nãy nó sẽ cho tôi quỳ trên này. Tôi quỳ được một chục là cho thứ hai cái đầu quỳ nó đau, hai đầu gối tôi nó chạy xe riết á. Bị té riết nó hư luôn, hai đầu gối dở ra cái đầu sọ này. Thử ra hồi nãy cái ông nào đưa gối cho tôi. Tôi nói ông này mới là người có lòng thương xót. Tôi nói ông này mới là người có lòng thương xót. Hai đầu gối tôi bể hai đầu sọ này, tôi quỳ chút xíu là tôi đuối liền. Mà sao ai cứu tôi như vậy? Ông này mới là người có lòng thương xót. Chiều hôm nay bạn của tôi nó chia tôi quét hai cái toilet, tôi nói mày cho tao quét bốn cái đi, hai cái không đạt. Chiều hôm nay mà bạn tôi nó chia tôi nhỏ gọn một chút đó, mày đi chơi đi, tao nhỏ dùm cho mày, bởi vì tao phải thực thi lòng Chúa hơn. Tôi xong đó. Tôi nói thiệt, bây giờ tôi mơ ước vô cùng diện dữ lắm. Để chi vậy? Để tôi rửa phòng cho từ cha hết chiều cho mày vô cho nó cho ngon, tao rửa giùm cho. Chúng ta phải ao ước để thực thi lòng Chúa thương xót. Các chị ơi, các chị phải ao ước thực thi điều đó thì cuộc đời của chúng ta nó mới nở hoa được, thì miếng mồi ngon của chúng ta nó mới hoán cải được những con người khác. Còn nếu các chị mà không ao ước thực thi điều đó đó thì coi như miếng mồi ngon của các chị đó là bước ra đường là coi như ai cũng chê trách hết. Giống như hồi nãy tôi nói một con sâu nó đeo cái cây này, thì khi một cái con quạ nó tới, nó nói con sâu này ăn không no, con sâu này
hôi lắm, không ăn. Thì khi mà chúng ta không có tình thương đó thì y như con sâu nó đậu trên cái ngọn cây vậy, nó nói cái bà phước này nè, bà có thương ai đâu mà mình lo cho bà, đúng không? Cái bà phước này nè, bà có bao giờ biết thương ai đâu. Chết chưa? Chết chưa? Còn nếu mình có tình thương rồi mình bước ra một cái rồi đấy, nó không phải nó ăn thịt mình đâu mà nó im tim đi mà chịu đựng. Thôi hơi trần gian, im tim đi mà chịu đựng. Nếu cái gì mà có lòng thương xót. Bây giờ chúng ta hát một cái bài hát này để chúng ta thấy được rõ ràng. Những con người là hồng ân. Khoan, đừng nói đi. Tôi giải thích nghe hay nhé. Chúng ta là còn hồng ân bởi vì tại sao người ta nhấp ở ngoài bên kia mà ta không được, mà chúng ta anh các chị được vô trong này. Tại sao ở ngoài kia mà chú không biểu vô mà chú biểu vô trong này? Nhưng con người còn là hồng ân, vậy thì anh các chị hãy ý thức mình là một hồng ân của Thiên Chúa. Cho nên kể từ đây trở đi, chiều hôm nay, trưa nay mà các chị em có bệnh tật, em ơi em bệnh quá em lên phòng đi, chị rửa chén giùm cho em. Em ơi em mệt quá chị giặt đồ giùm cho em, được không? Được không? Dạ em ơi, chiều nay mẹ của mình nói rằng đó là mẹ của mình cho tụi mình đi chơi, chị khỏe hơn em, chị dẫn em đi, được không? Không có, đâu có được. Tại sao chúng ta không sống được như vậy? Nhưng con người còn là hồng ân. Trời Chúa ơi, mình là hồng ân mà tại sao mình không nói được những cái câu đó? Tôi nói thiệt với các chị, tôi buồn lắm. Đời của tôi mới học xong học năm thứ hai tôi bị cầm chức. Rồi từ năm học thứ hai mà cho đến ra trường học có mình tôi à. Một cha dạy mình tôi, trong này dạy tôi cũng theo lớp ai đâu. Cho đến ngày hôm nay tôi mới dám đứng đây để tôi nói cái tình thương. Em ơi, chiều nay mẹ cho tụi mình ra Vũng Thơm mua bánh mía. Em không có tiền, chị lấy tiền của em, chị mua cho em. Tôi cảm nhận tôi là một hồng ân của Thiên Chúa, cho nên Chúa không thể bớt. Khi tôi làm nên một đồ tôi bị treo giá 2 tháng lên nhà, không phải dễ đâu. Nhưng mà là một con người là hồng ân, cái sự sống lên thiên, cái sống của tôi phủ lên những con người đó, cái sống của tôi phủ lên những con người đó, nên họ không làm được. Bởi vì cái tình thương phải làm cho họ yên tĩnh đi mà kiên. Tôi lấy một ví dụ này, không phải là cái sống phủ lên nha. Ở đây các chị lớn tuổi là gì biết. Ở ngoài thế gian đó, họ đẻ đứa con thứ nhất, họ nuôi nó chết. Rồi họ đẻ đứa con thứ hai, họ nuôi nó chết. Rồi họ sợ quá rồi, họ không dám đẻ nữa. Vì đẻ thôi, đẻ ra nuôi chết. Bây giờ lỡ mà đẻ được đứa thứ ba nữa, họ sợ, họ không dám nuôi, họ làm sao? Hả? Đi đâu? Đem đi cho không? Hả? Đem đi cho ai? Cho ai? Cho những người mà lớn tuổi đó. Đem lại cho ông hai đi chị ơi. Ông hai đó, ai mà đẻ con chết đó, nuôi không được, lại cho ổng là ổng nói một câu một là con chỉ về sống hoài. Đưa lại ổng nói gì mày cũng chồng mày nghe. Nói ra ngủ không được đá dòng nè, ngủ không được nhõng nhẽo nè, về nhà lo bán lo lớn lên sống với mẹ nè. Tự nhiên sống luôn. Tự nhiên không chết. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Giải thích được tôi không? Giải thích là tôi không là vậy à? Cho một tràng vỗ tay. Tại sao? Tại cái đức độ của ông đó nó phủ lên đứa nhỏ. Đức độ của ông đó nó phủ lên đứa nhỏ đó, cho nên đứa nhỏ đó mà nó đủ phước rồi thì cái đức độ của ông nó phủ lên trên đó là sống liền. Tôi lấy một ví dụ. Bây giờ nếu mà tôi đặt tay lên người này, mà nếu như cái đức độ của tôi mà đủ, nó sẽ phủ lên người này đúng chứ? Đúng không nè? Tôi là người có đức độ, nó sẽ phủ lên cái bà này. Thì khi nó phủ lên bà này thì bà này bệnh tật gì Chúa? Chúa trao cái hồng ân từ tôi qua bà này. Và do bởi cái lòng
công sạch của bà này, cho nên bà sẽ được hạnh phúc, bà không bệnh là đâu. Vậy thì bây giờ đây tôi và anh chị em khác gì đây? Tại sao chúng ta không sống như vậy? Tại sao chúng ta không là người phủ trên người khác mà chúng ta là cái người đi ra đường người khác ta thấy là nó cái con mò này không dám ăn nó hôi lắm, cái người này không dám được tới nó dữ lắm, không được nữa các gì vậy? Chúng ta phải thay đổi đời sống, chúng ta phải thay đổi đời sống từ nay trở đi. Khi bước ra đường rồi đó thì mọi người nhìn chúng ta mà họ phải cung kính, họ coi đây là một người mà chúng ta phải cung phục, gì đức độ của họ sẽ phủ lên mình. Tôi với hai cha bạn tôi là ba, bây giờ ra đứa còn đứa làm cha. Tôi nói bữa đó là ba đứa tôi là vô nhà thờ là quỷ quạng đủ thánh đủ khác chỉ uống khác thế thì vì tôi xin á, tôi nhớ bà con xin bà bắt ba đứa quỳ xuống mà tôi quỳ giữa hai đứa này quỳ hai bên không, mà tôi bự con mà tôi quỳ là cái mông tôi đưa lên trên cũng có nghe tôi không, mà tôi muốn quýnh là ba đứa này bà cầm cái tay ba đứa mà tôi là quỳ giữa thì cái mông tôi nó bự như thế này hỏi cho nó dính ra được, hai đứa kia nó khé được hết. Bây giờ có đứa làm cha, một đứa ra rồi tôi bị chịu hạnh nhất cho nên tôi bây giờ ngon lắm. Chúng ta phải, nếu như mà tôi chặt như thế đó thì làm sao con ơi, rượu thánh con không được uống như vậy, rượu này không uống mới được uống đúng không rượu này không cố mới được uống chứ con không được uống. Tại sao chúng ta không nói được như vậy mà chúng ta bắt nó quỳ xuống chúng ta đánh nó là sao? Lòng thương xót ở đâu? Những hình ảnh đó nó ở trong đầu. Như vậy thì bây giờ tôi lớn lên tôi phải cải tổ cái hình ảnh đó lại. Bây giờ tôi lớn lên tôi phải cải tổ. Để nó lộn xộn. Các gì cũng vậy. Các gì mà đang cũng đang cải tổ những hình ảnh đó. Bởi vì đó là những hình ảnh làm cho người ta không còn thấy lòng thương xót ở nơi mình nữa, mà người ta còn thấy một cái ba thù ở nơi mình. Tôi nói như thế. Bây giờ, nhưng con người còn hồng ân sự sống linh thiêng, sự sống tiên bi muôn đời bất diệt tồn tại trong Thiên Chúa đến sáng tạo. Sự sống của chúng ta là như thế, tại sao chúng ta không sống được? Những con người còn là hồng ân hai một. Những con người còn là hồng ân sự sống linh thiêng, sự sống yên yên muôn đời bất diệt tồn tại trong Thiên Chúa đứng sáng tạo nên con người đẹp tươi giống hình ảnh Ngài. Rõ ràng đấy không? Hình ảnh Ngài ở đâu mà bắt ba đứa người ngó xuống đánh cho mình chết bà luôn? Bỏ đặt tao uống rượu cũng cố mà tội này cũng lớn thiệt. Tao uống rượu lễ mà dám uống quá nè. Nhưng mà qua những cái hình ảnh đó chúng ta phải mặc lấy lòng thương xót Chúa ở nơi những con người đó. Ở đây tôi đang muốn nói rằng là tôi với các gì là những người tu, chúng ta phải thay đổi những cái hình ảnh đó, chúng ta phải thay đổi những từ gì đó để rồi chúng ta mới đúng là những con người của lòng thương xót. Người ta nhìn thấy một ông thầy tu, người ta nhìn thấy một ông thầy chùa là người ta thấy cái gì? Từ bi. Hay chỗ đó. Người ta nhìn thấy một ông thầy chùa là người ta thấy một từ bi liền. Người ta nhìn thấy một ông cha là người ta nhìn thấy gì? Nãy tôi mới bước vô nhà thờ nhìn thấy gì? Nhìn thấy một ông cha là thấy được. Người ta nhìn thấy một ông cha là người ta phải nhìn thấy cái tình thương ở đây ổng liền. Nha. Người ta nhìn thấy một thầy chùa là ta cảm nhận từ bi, nhìn thấy một ông cha là ta cảm thấy bản ngã, nhìn thấy mai sau ta nhìn thấy thiên thần. Tại sao chúng ta không sống được như vậy? Mà chừng nào chúng ta mới sống được như vậy? Ngay từ bây giờ đây nè, các gì phải sống liền ngay bây giờ. Chiều hôm nay, chút nữa sau thánh lễ rồi, đứa nào đóng cửa được rồi đóng cho nó là tổ ba mày đóng nghe, tao tổ bốn mà tiền sao tao mới đóng. Có không? Cái gì chết luôn rồi con ơi. Từ
người ra mày không đánh đàn được thì tao đánh, chứ là nếu mà tao đánh được là mày không đánh tao vô, nhảy vô tao đánh. Lòng thương xót mà, chiều hôm nay là tổ ba đóng cửa nha, tổ bốn đóng không được. Chiều hôm nay là em mới là cái người kinh chuông nha, em mà kinh cặt một cái này em chết với chị liền. Lỡ mà nó bắn chuông lộn cái em không chứ sao giờ, không lẽ thì bắn cái cú xuống binh. Không nè, vậy thì chúng ta hãy thể hiện lòng thương xót ngay trong nhà dòng này, đừng ra bên ngoài. Ngay trong nhà dòng này chúng ta sẽ thể hiện lòng thương xót rất là nhiều, những cái cử chỉ nhỏ nhỏ tôi mới nói nãy giờ. Không nè, những cử chỉ nhỏ nhỏ tôi mới nói nãy giờ là những cái cử chỉ đó mà khi các chị mà thể hiện tôi rồi thì bước ra bên ngoài tự động người ta thấy thủ xạ tự tôi đi tới đâu ai cũng nói tôi đẹp tôi ngộ nói tôi nổ mà ngộ vậy đó ngộ lắm. Chúng ta tiếp theo câu số 2. Ông tiếp hả? Chúa đã dựng nên con cho Chúa hai ông. Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nhưng lòng con khắc hoài ôn. Cái câu này ai nói vậy? Augustine. Nhưng lòng con khắc phải khôn hài mộng. Nhưng lòng con khắc phải khôn cho tới khi, cho tới khi trong Chúa nguồn hạnh phúc đơn. Tôi nói thật với các chị đó, chị em trong dòng của mình một đứa đau mà mình ăn cỏ được là cho tới khi mà nghỉ yên trong Chúa chưa phải là một đứa con. Khi nào mà một đứa em của mình trong dòng mà nó đau chân đau cản, mình phải đau với nó thì mình mới nghỉ yên được. Còn nếu nó đau thì cãi nó thì cả đời của mình không có cái gì là. Nên lòng con khắc khoải không phải. Chúng ta hãy dở lại a từ trong tâm, ta sẽ thành học chứ không phải là mình những cái cá từ thành học. Cái gì muốn thành học là có, họ muốn bình thường lòng thương xót là có. Chiều hôm nay mà tôi không có phụ được đứa em của tôi nhỏ cỏ thì cả đời tôi phải khôn ngu, không bao giờ. Chiều hôm nay mà tôi phụ được một đứa em tôi quét được cái cầu tiêu rồi, tôi sẽ nghỉ yên trong Chúa được rồi đó, bình yên rồi đó. Ngày hôm nay mà tôi không qua bên đây để mà tôi chia sẻ với các chị được thì coi như cả đời của tôi sẽ không. Nhưng mà tôi qua đến bên đây tôi chia sẻ được rồi thì bây giờ tôi nghĩ yên trong Chúa được chút nữa tôi chết tại chỗ này là đủ rồi đó. Chúng ta sống cái giây phút hiện tại đó, cái gì đó. Chúng ta sống những cái giây phút hiện tại đó để rồi cuộc đời của chúng ta mỗi ngày chúng ta gắn những cái hoa lòng thương xót, gắn những cái hoa lòng thương xót. Bởi vì chúng ta hãy nhớ rằng đời của chúng ta sẽ tàn lụi theo thời gian và một nát theo thời gian. Chúng ta sẽ một nát theo thời gian. Trong cái bài thơ Mối Miếng, kết quả của dây vàng lục xác, kết quả của dây vàng lục là gì? Cái kết quả của dây dàng lục xác, cái vỏ hiện tại của chúng ta là ham danh lợi, mê chức quyền, đố kỵ, tham lam, ngoan cố, hận thù, lười biếng, kiêu căng. Đây là cái vỏ mà chúng ta đang ở trong nhà dòng, chúng ta phải lột. Các vị phải lột cái vỏ này. Nếu các vị không lột được những cái vỏ này thì đưa các vị ra họ đạo, các gì không thể yêu được, các gì một vụ không thể thành công được. Mà đây là một chỗ mà tất cả mọi người chúng ta tưởng rằng đây là bến đổ mình đi, đúng không nào? Chúng ta cho rằng những cái vỏ này, những cái bến này là bến mình đi, thực ra nó không phải là mình đi, thực ra nó không thể mình đi cho cái gì đâu. Tham danh lợi. Hôm nay bà nít này bả là bà mẹ rồi, bả ở đó luôn thôi, bả xuống, bả phải xuống, đúng chưa? Mê chức quyền,
nhiệm kỳ này bà đang làm bà nhất thì nhiệm kỳ sau nếu bà còn làm nữa là nhiệm kỳ thứ ba bà còn làm nữa, nhiệm kỳ thứ bốn bà có muốn làm nữa cũng không được, bởi vì sức khỏe đâu là. Vậy thì tất cả những điều này sẽ không có giá trị cho chúng ta nếu chúng ta không lột bỏ nó. Đố kỵ cái con nhỏ này nó có nghĩa nó hôn thôi là tôi cũng ở trên cái này mà hổ lắm. Mà vô cái ngày đầu thì thực sự mà nói là các em vẫn là không được sức cần, phải không? Không được làm ba chuyện đó làm sao thưởng đời mình, làm sao thưởng đời. Tôi nói với anh lời cần gũi với cái gì, những cái lớp mà mới vô nó chưa có biết nhau, chưa có hiểu nhau, ngủ chung với nhau mà nó ngán là mình không chịu. Sáng ra ngon mà không được ngán gì lúc ngán, nhỏ này mắc cỡ lắm, mắc cỡ với bạn bè uống độ cái gì không sao, vô trong nó mình cũng ngán, mình chửi mà có chửi được nào, có chửi được nào không? Chỉ đố kỵ đó mà mất đi một tuần. Tôi nói cái này là gì vậy nha? Ở bên nhà chùa đó, khi mà một đứa mà nó xin vô cạo đầu như tôi thì cái ông sư đó, ông coi đứa đó như là con của ông vậy đó. Và ông bắt cái đứa đó kêu ông bằng gì với ông? Hả? Chút nữa tôi qua chùa tôi hỏi cái chùa kế bên đây là mấy gì ở gần chùa mà mấy gì không biết gì về chùa mà tôi ở xa chùa tôi biết. Khi mà một đứa nhỏ mà nó vô tới chùa là ông sư ông ấy bắt cái đứa nhỏ phải gọi ông bằng sư phụ. Sư phụ, sư là thầy, phụ là cha, đó nè. Vậy thì bây giờ một em phải áo trắng này bước vô chồng mấy chị áo đen có coi các em này là con của mình không? Hay là mày thôi nắp quá lên trong xe mà được rồi? Không có được. Tôi nói mặt tàn ra như thế ai chịu cũng chịu thôi, nhưng mà tôi nói như thế chúng ta mới sửa được. Nhưng tôi nói như vậy chúng ta mới sửa được tầm một kỳ. Và tôi nói như thế nó gọi là lòng Chúa thương xót. Lòng Chúa thương xót là phải y phục mà xem. Đó phải như thế. Chúng ta phải cố gắng không được đố kỵ. Những cái cử chỉ nho nhỏ mà mình muốn gái hay là ngủ, tôi nói á, cái tấm của tôi đó, tôi ngủ ở trong bệnh viện á, là ai kêu tôi vậy mới đi lễ, còn ai kêu tôi ngủ luôn. Cho đến bây giờ tôi làm xa xứ ở bên ông sống đó, mà ai kêu tôi vậy tôi làm lễ ông kêu tôi ngủ luôn á. Đến bây giờ này, cái tấm của tôi là cái gì? 23 giờ đêm tôi mới ngủ, và 4 giờ rưỡi sáng hỏi cho ai mà thức dậy làm lễ cho nó. Mà đêm nào như đêm mấy ban ngày thì không ngủ. Khỏi mấy gì chứ sức khỏe đâu mà hãy nằm xuống là. Hồi hôm này là tôi dự định là 4 giờ thức, 4 giờ rưỡi vào đây mà tới 6 giờ rưỡi, 6 giờ 15 tôi đi lấy xe ra đi. Nghĩa là tôi nằm xuống một cái tôi nói với anh Dũng với ông Mai Chánh, trời hôm sau tôi nằm tôi không trở mình đâu. Nghĩa là tôi mệt đến mức độ mà tôi nằm rồi tới sáng luôn tôi ngồi dậy thì tôi không có qua lại được. Nghĩa là ép tờ toa như vậy, ép tờ toa nghĩa là tận nhân lực như vậy. Thế chúng ta làm sao? Chúng ta hồi trước tôi ở trong nhà dòng, ở trong công viện, tôi là cái tật cũng trễ đi đi lễ, không đi lễ không gõ cửa phòng tôi. Tôi nói mày không gõ tôi ngủ mà, mới mày gõ cái tao thức dậy tao đi, không gõ tao ngủ, kệ tao ngủ mà. Nhỏ mà tao thanh niên mà tao tuổi này là tôi ngủ phải tu tu, bắt tao vô trong viện tu rồi phải lo cho tao mới được. Thử thời mấy gì mà qua bên chùa mấy gì đó, bây giờ một đứa mà nó xin vô chùa tu rồi ông thầy ông lo cho nó từ A tới Z luôn. Ông thầy ông nói mình không có con, mình phải con nó là con của mình, đúng chưa mấy gì? Mấy gì cũng vậy, mình không có con mình phải coi mấy đứa đó là con của mình, như vậy mới là một tử nhân lành. Ngày qua bây giờ tôi hỏi mấy gì, vì có biết cái gì kế bên gì đó mình gì không, cần gì không? Một tử nhân lành là ta biết chiên của ta, chiên ta nghe tiếng ta, ta còn những chiên khác không thuộc đàn này. Tôi nói thật, ngồi kế bên mình mà không biết người bạn mình cần cái gì thì như thế nào gọi là một tử nhân. Mà các chị phải sống với tinh thần một tử nhân lành, chứ không phải chỉ mấy ông cha đâu, mà các chị lại phải sống mạnh liệt hơn chị để một tử nhân lành. Sống mạnh liệt
Bởi vì tại sao nó sẽ mãnh liệt trong ngày quan trọng? Cái chỗ mà chúng ta không phải là giáo sĩ của Thiên Chúa thì chúng ta càng phải ráng dường lên trên đó. Chúng ta càng phải ráng hướng về trên đó. Cho nên chúng ta càng phải sống thánh thiện hơn nữa để mà hướng đến cái thiện, hướng đến cái thiên đàng. Còn những người mà được Thiên Chúa tuyển chọn vào hàng giáo sĩ là chúng ta rõ ràng ơn ta đủ cho con rồi. Nhưng mà anh đừng có tưởng anh làm linh mục anh nói ơn ta đủ cho con, anh chơi đi rồi ngày mai này anh biết anh chơi đi rồi ngày mai này. Như vậy thì bây giờ cái vỏ hiện tại của chúng ta là đố kỵ, là tham lam, là ngoan cố, là thù hận. Tôi nói thật đó, tôi mới nói với bà James này, ở trong nhà dòng, ở trong vũng diện, cái tất cả những này nó xảy ra hàng ngày, nó xảy ra hàng ngày. Đức cha này, cha giám đốc này, bà mẹ này, thấy nhỏ này có duyên chút, sáng sáng chút thương lắm, thấy ông thầy này sáng sáng chút thương lắm, cái nó thấy ông cha giám đốc thương, bắt đầu nó ỷ lại. Nó coi mấy ông kia đứa bạn nó như là nó thúc chồng. Hở cái nó nói, cha giám đốc mới nói với ta, cha giám đốc mới nói với ta. Cái danh lợi nó nằm ở chỗ đó. Rồi những người làm lớn như chúng ta này, ngày mai này chúng ta ra ngoài họ đạo, chúng ta sẽ xử sự như thế nào? Người tu mà ham danh lợi như thế thì người giáo dân ham danh lợi như thế này, ham gấp 1000 lần. Người tu của mình còn ham danh lợi thì người giáo dân người ta ham danh lợi gấp 1000 lần luôn. Tôi nói với các vị như thế. Cho nên nếu chúng ta ngày hôm nay mà chúng ta không khử trừ được tất cả những điều này thì khi chúng ta bước ra ngoài họ đạo đó, cái tiền bạc nó sẽ lôi cuốn chúng ta dữ lắm, cái danh lợi nó sẽ lôi cuốn chúng ta dữ lắm. Tôi nói thiệt với các vị đó, bây giờ mà các vị muốn 1 tỷ là tôi có 1 tỷ, tiền bạc theo tôi như vậy đó. Đừng có tưởng coi cái mặt tôi vậy, đừng tưởng tôi nghèo nha. Dữ lắm tiền luôn nha. Bà Nhất ở đây nè, bà nói cha ơi, làm cái nhà máy nước không cần làm đơn, cha tôi nó khỏi. Trong khi gì xin một cái đề án gì là phải làm đủ thứ đơn đúng không? Với tôi là khỏi. Lòng thương xót Chúa là khỏi đơn, từ giờ tôi xuống tôi cho tiền làm cũng làm sao đó là. Đó là lòng. Mà tại sao tôi có được như vậy? Tại sao tôi có được trong khi tôi mới 35 tuổi, mà tại sao những ông cha nó nghèo hơn tôi, già hơn tôi, danh lợi hơn tôi, ông cha sáng giám đốc như vậy mà không có sung mà tôi tiền mặt tỷ? Tại sao người ta tin, người ta giao tiền cho tôi như vậy? Không phải tôi khoe đâu, nhưng mà tôi nói ở trong nhà dòng là tôi nói bằng, người ta gọi là nói bằng cách, nói bằng cái gì? Nói bằng cái bụng. Tôi đang viết một cuốn sách nói bằng cái bụng. Nói bằng cái bụng có nghĩa là nói sự thật. Ở đây tôi với các vị là những người tu với nhau, nói bằng cái bụng, nói để chúng ta hiểu. Tại sao người ta tin tưởng, người ta giao tiền cho tôi như vậy? Bởi vì tất cả những cái điều này tiền hết tôi lội trời đất đấy. Người dân họ tin nó cái gì? Tôi nói một ngày thứ bảy á, ít nhất là 2000 người thì mấy ngàn con mắt, 4000 con mắt, 4000 ở mũi, 4000 con miệng, 2000 con miệng, 4000 con tay, nó nhìn mình sao vậy nói? Nó nhìn mình từ chân tới đầu, nó nhìn qua tim luôn, nó hiểu hết. Vậy thì nó giao tiền cho mình để đi làm việc, có nghĩa là nó thấy được ở nơi mình khử trừ được tất cả những điều này. Mà để khử trừ tất cả những điều này, anh chị em, các vị đừng tưởng ra là họ đạo mới làm. Hãy trừ ngay trong lúc này nè, ngay từ khi còn trong trứng nè. Đây là cái trứng để chúng ta đang được ủ ấp trong này. Một con nghe bây giờ nó đang đẻ trứng rồi, nó rớt xuống đất, nó nằm ở dưới rồi. 1 năm sau nó mới được nở, nó thoát ra. Thì các vị đang là nằm ở trong lòng đó, nằm ở trong nhà dòng này. Để chỉ vậy, để diệt trừ tất cả những cái vỏ hiện tại của mình thế này. Thì khi mình bước ra ngoài, người ta mới dám giao tiền bạc của cải chức quyền địa vị danh lợi. Khi mà các vị khử trừ ngay từ trong này thì bước ra bên ngoài các vị mới được 50% thôi, chứ không phải là được hết. Khi mà các vị
mà khử trừ trong ở trong tụng viện, ở trong gia dòng khử trừ được 100% rồi, thì khi bước ra ngoài xứ đạo đó mới được 50% trở lại thì chưa được. Người ta nói á, dùng tiền để khử ai hả? Thật muốn thử đàn ông thì dùng gì hả? Dùng đàn bà thử ngay. Còn muốn thử phụ nữ thì dùng gì? Tiền thử nhanh lắm. Vậy thì bây giờ chúng ta thử đi, tự mình thử mình, tự mình thử cho mình. Ngày hôm nay có một phái đoàn đến nhà chồng, người ta thấy mình tự nhiên cái bà, cái đoàn đó 30 người vô thăm mà giúp, tự nhiên mình đi bưng một cái kệ có 400 ly nước cho cái đoàn này uống, mà mình cũng sáng sủa. Cái bà kia qua thấy mình có thương liền, bà kết liền, bà kết liền với bà nào bà nói nhỏ mình, con ơi con, gì tôi thấy gì tôi thương quá, tôi muốn nhận gì làm con, nhét qua trong túi của bà này 40 triệu, 400 đô, 2000 đô la. Bắt đầu mình không muốn nhích gì không, mình thấy vậy mình không muốn nhích và quẹt cái tay để luôn. Thử, ta thử những cái đó là những cái có chừng bị thử rồi, mình hãy thử mình những cái đó. Nếu mình gặp cái hoàn cảnh đó mình có khử trừ được không? Nếu mình gặp những cái hoàn cảnh đó mình có khử trừ được không? Hãy mình hãy thử mình ngay từ khi còn trứng, ngay từ khi còn trong dây dòng, mình hãy khử mình trước. Rồi khi mình bước ra khỏi dây dòng là mình mới được 50% trở lại thôi. Bắt đầu chúng ta mới gọi là một cái cuộc đào tạo trường kỳ, chúng ta lại tiếp tục đào tạo trường kỳ. Nhưng mà khi ra khỏi dây dòng rồi thì bây giờ chúng ta lại đào tạo còn mãnh liệt hơn nữa, bởi vì chúng ta đụng tới tiền kinh khủng lắm. Muốn đi xa hơn, đưa một chiếc xe hơi lại để ngay cái phòng trước cửa phòng mình, cha đi đi cha, cha đi cho cha khỏe, cha hai đầu gối cha bây giờ nó bể hết rồi, xe hơi này cha đi đi, đó thấy chưa, ghê chưa, mấy gì thấy không, ghê. Bây giờ khi mà chúng ta khử trừ được tất cả những điều này mà ngay trong nhà dòng, chứ đừng có nói ra ngoài, ngay trong khi còn một trứng nước này. Con người đâu chỉ là tâm thần trong cuộc trần xe biến tan đi nhờ hai bằng những con người đã từng ăn vừa kiếm mong mình còn cái chỗ đó, mà cái chỗ là tôi muốn nói con người của chúng ta còn phải vượt xa nữa chứ. Đừng có nói mày đừng có kiếm chuyện mày lợi dài dòng mày thăm mẹ tao rồi mày thấy tao đẹp đẹp mày cho tao 1000 đô mày biểu tao là con mày còn khuya, tao còn vượt kiếp mong manh nó, vượt kiếp thời đi vào vô tặng cho phải 1000 đô đó mà tao bị dính phải không? Tao nói mệt luôn. Không phải vì 1000 đô hay 500 đô hay là 300 đô đó mà mày biểu tao phải làm mày tớ cho mày đó, bởi vì tao là một con người vượt kiếp thời gian đi vào vô tận, vào nguồn ân sự sống nối kết hiệp thông. Cái nhiệm vụ của ta là nhiệm vụ này chứ không phải nhiệm vụ lấy tiền, đúng không? Nhiệm vụ của những người tu của chúng ta là nhiệm vụ nối kết hiệp thông trong một tình yêu sáng ngời muôn đời, chứ không phải là lấy 1000 đô đó rồi mai mốt đi ra ngoài gặp đứa này cho, gặp đứa kia cho, nó nung đúc, nó khen ngợi mình, mai mốt hết tiền nó đặt mình. Như cái chuyện mà hồng ân của thiên nó, con người còn là hồng ân mất tiêu rồi, cái hồng ân nó bị chúng ta đánh mất rồi, lòng thương xót chúng nó bị chúng ta đánh mất tiêu rồi, đúng không? Chúng ta đã đánh mất tiêu. Những con người còn là tinh ân phát ra này, những con người hai mốc, những con ý được tôi. Mấy cái chỗ này là mấy cái chỗ mà
đây chúng ta đi vào vô tận để phục vụ cho Thiên Chúa, đứng cứu độ, đóng đinh trên cây thập giá. Đó mới là cái lãnh đạo của dòng thánh giá. Cuộc đời của chúng ta là như vậy. Cho nên từ nay trở đi cái nè, đố kỵ nè, mê quyền nè, tham danh lợi nè, địa vị nè, mong manh nè, kiêu ngạo nè, ngông cuồng nè, trong giai đoạn đây chúng ta thử nó liền bây giờ. Bởi vì các chị biết rằng bây giờ chúng ta phải mơ về tùy không, mơ về một tình yêu, một đấng sáng ngời, đấng giàu lòng. Và khi tôi bước ra khỏi giai đoạn, người ta nhìn thấy tôi là người ta nhìn thấy một con người đầy lòng sống. Mà bây giờ chúng ta không còn có lý thuyết nữa, mà chúng ta phải nói một cái thực hành cụ thể. Chúng ta phải nói thực hành. Đời con là một khát khao hài một, đời con là một khát khao mơ về ngôi Chúa, đời con là một khát khao mơ về ngôi Chúa. Hài bằng trời vậy thì một tử cái lời ở chỗ nào?
cái nhóm này phải nấu cháo nè, cái nhóm này phải nấu cơm nè. Những người già mà ăn cơm không được qua đây ăn cháo. Mình lòng tử mình phải bắt bó từng giác thương cho chi là tôi nói không có cảo gì. Tôi có làm, có đi làm, không có. Mình phải thực thi lòng của cháu không có gì nữa. Còn nếu không thì không xứng đáng là môn đệ của ta. Ai mà không giác những cái thằng giá đó thì đừng có nói rằng là môn đệ. Và kể từ dạo đó, ta rút lui những con người đó. Chứ ta không hiểu tôi, mà ta rút lui. Chúa đã dựng nên con cho Chúa hài mộng. Chúa đã dựng nên con cho Chúa hài mộng. Thôi bây giờ mấy gì thuộc bài này rồi, nhưng mà tại tôi muốn nhọt tới rồi tôi để cho mấy gì thấy được nè. Sau này bước ra khỏi nhà dòng nữ tu của lòng tu sĩ. Sau khi bước ra khỏi nhà dòng nữ tu của dòng mến cũng giá đầy lòng tu sĩ. Còn nếu mà chúng ta bước ra khỏi nhà dòng mà chúng ta không phải là nữ tu đầy lòng tu sĩ thì người ta nói đây là một nữ tu của dòng ớn thánh giá. Nhưng phải đóng thêm những cái huệ thì mới thánh giá mà là ớn thánh giá cũng là mới thánh giá. Nếu chúng ta thiếu một thương xót là nữ tu của dòng ớn thánh giá, mà nếu đây là một thương xót là một nữ tu của dòng mến thánh giá. Để khi các chị em bước ra một khỏi nhà dòng mà một bà sơ cho không, tôi bây giờ là được một cái danh hiệu rất là tuyệt vời là con trai cho không, đúng là tốt vàng của mặt. Mà tôi cho không thật, cho không giả. Mà tôi tìm như thật chứ không tìm như giả. Bây giờ chúng ta đến một cái con người mới sau khi lột vỏ này là một con người gì? Hồi nãy chúng ta đang mang một cái vỏ ganh tị đố kỵ ghen ghét. Bây giờ chúng ta bỏ cái vỏ đó thì trở thành một cái vỏ khiêm nhường. Sau khi một con người lột được cái vỏ này rồi là trở thành một con người khiêm nhường, yêu thương, từ bỏ, sốt sắng, thánh thiện. Hồi nãy tôi trả lời vấn đề đó. Khi chúng ta bước vô nhà dòng, mới vừa bước vô nhà dòng 1-2 năm đầu, các chị em mà ăn xong rồi mà rửa chén ấy, mà tôi rửa nhiều hơn mà không được. Mà ăn cơm trước tôi là tôi không chịu. Tôi lên ăn xong rồi cái mặt tôi nó ai nó tên cảm thấy là đó. Mà lên ăn cơm mà hôm nay mà nấu canh vỏ rồi nó thấy là cũng quả quy. Đó là một cái vỏ mà chưa lộ. Nhưng mà sau khi lộ cái vỏ nó rồi đã thành một con người khiêm nhường. Nói với bạn ấy, mẹ ơi, thì nào có ăn cơm cũng được mẹ. Mẹ thương mẹ giống mẹ cực với con vậy. Nói được câu đó luôn. Trời ơi, mình coi cái bài hít là mẹ của mình đi. Đừng có coi cái bài hít của mình, đừng cái ghế của bạn, đừng có được đâu. Chừng nào mà Chúa thôi cho bạn là bài hít thì đừng có tin. Chứ còn bà đang là bài hít thì cũng đừng cũng được. Đúng cái chó đó. Tôi lấy một ví dụ là nó đúng cái sai nha. Mấy cái bà cực cười đó là bà đang nhìn ghế của bà. Bây giờ nói một cái thằng ca sĩ mà nó nổi tiếng là đợi khi nào nó mới xuống. Ca sĩ nó đang lên thì đợi khi nào nó mới xuống. Cái giọng của nó tệ lên. Đúng chứ? Một con chủ tịch nước ổng đang lên làm chủ tịch thì chừng nào nó xuống. Hết cái nhiệm kỳ chứ không phải xuống liền. Không ai cùng mà cho ổng xuống liền. Một cái bà nhất đang lên nhiệm kỳ thì cái hồng non mà hết bà xuống không được. Bà hỏi cái ở đó hết nhiệm kỳ. Tôi là một con cha đang giảng nổi tiếng thì đợi khi nào mà tôi già thì không nổi mới là lên tôi mới xuống chứ đừng có hồng mong mà hạ tôi không có được. Không có được đâu, hạ tôi không được đâu. Mà tôi hỏi thật cái gì kìa, họ nói giờ có con cha nào mà giảng giống như tôi không? Giống con gì vậy? Xin gì có ý kiến cho hỏi một ví để tôi nói một hồi tập đó. Con xin mời gì lên trên đây luôn. Đó đâu có sao đâu, nghe họ. Bây giờ mọi người nhìn thấy gì là mẹ chẳng có nhìn thấy gì là mẹ nhất nữa là mẹ của ta đấy, mẹ con đang đứng đó. Mà gì có ý kiến rồi đó giờ có cha nào mà lời dạng nói bậy bạ giống như con vậy không? Giống là giống sao? Giống có nghĩa là nó quạt tẹt rồi nó quạo quọ, có lúc quạo quọ, có lúc này kia nổi. Thì cái không giống là cái gì? Cái không giống là khi mà da giảm nó trong ngành hơn để một bà sẽ thì không có hát được khúc
không có giải thích từ đoạn theo cái ý nghĩa của mình hả? Thì trước bây giờ người làm chúng con là không giảng thờ để người giảng như thế này thì không có. Còn cha nói giảng để mà nói bằng cách thì như là cha nói bằng cái bụng thì con nghĩ là cha nói là vì tình thương về lòng thương xót thì cha muốn chia sẻ với con thật tình vì cái gì mà cha có thể là hồi nãy cha nói từ đầu là cái cuộc sống của cha không có đơn giản, cha cũng phải gặp rất là nhiều khó khăn. Thì trong cái tâm tình chia sẻ của cha đối với hội đồng của chúng con thì con nghĩ là những chị em trong đời sống tu, trong đời sống của mình thì có những cái bệnh mà có những cái bệnh mà tế nhị gì thế nào đó thì người ta lại không dám nói. Còn ở đây thì cha dám nói, thì coi con cảm ơn cha, coi cha coi chúng con như là người nhà. Và những cái gì cần chia sẻ để cho các chị em sống cho tốt đẹp hơn, để mọi người nhìn các chị em như là mồi ngon nhưng mà không được sơi. Không được sơi mình cũng không cho người ta sơi món mồi ngon của mình. Tôi ước mong là qua cái buổi chia sẻ hôm nay thì tất cả những chị em chúng con đều là những món mồi ngon khi các em sống trong các môi trường phục vụ của mình. Dạ, cảm ơn chị nhiều lắm. Bây giờ chúng ta biết rằng đó, thế mẹ mình nấu, mình nói bằng cái bụng đó này, mẹ của mình muốn rằng sau này các chị mà ra các nơi phục vụ phải là món mồi, miếng mồi ngon cho họ ăn, phải là một cục thịt bò miếng tết hay gì đó, rượu chát hay gì đó, chứ không phải là đồ bỏ đó. Chúng ta là hồng ân của Thiên Chúa mà, đó nè, chúng ta là cục cưng của Thiên Chúa mà, tại sao bước ra khỏi nhà chồng thì chúng ta lại là một cục đất, mà chúng ta phải là một cục vâng. Nhưng mà tôi nói hàng ngày với cái cộng đồng của xóm của tôi nói bản thân tôi bây giờ là lá cọc cành vàng, tôi dắt liền bạn tôi nói như vậy đó. Bởi sao vậy? Tôi cho không, còn nếu mà không cho không là nó giống như que củi vậy thôi, chứ không có gì quan trọng. Giống như cái cây que củi vậy, ta cũng trụng giờ nào tôi cũng nấu cái đó. Còn mà các gì mà cho không đi, các gì sẽ là lá cọc cành. Lời nói của các vị như là lời vàng, lời bạc. Mà cao cấp hơn nữa, các vị không phải là lá ngọc thành vàng mà là nhựa sống của người khác. Chỉ có Chúa mới là nguồn sống. Nếu các vị mà tập sống anh em cho dân không, thì khi bước ra khỏi nhà chồng, ở trong nhà chồng thì các vị sẽ là lá ngọc thành vàng. Bước ra khỏi nhà chồng, các vị sẽ là nhựa sống. Đó, các vị sống như tôi nói đi. Nếu ở trong nhà chồng mà các chị sống là không, cho không theo cái kiểu là em của mình nó bệnh quá, bây giờ mình phải ráng đi nói với mẹ, mẹ ơi thuốc ở đâu cho em con, mẹ ơi em con bây giờ đau lắm, nó sốt dữ lắm mẹ, con lấy cái tay con gọi lên là cảm giác nó sốt nặng 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 lắm rồi, bây giờ mẹ ơi đưa nó đi liền đi. Và mẹ mới nói chưa, là tao con cái lịch kê ngày mai nhỏ này đi khám, ngày mốt nhỏ đi khám, còn nhỏ này về luôn lên là nó chết hết rồi. Tại sao mình phải giấu giếm trong nhà chồng vậy? Hả? Mình thương ngay là mình nói đáng mình đi như thế nào là mình nói như thế đấy đi. Người ta biết, người ta lại thương, người ta lại hướng dẫn, chỉ đường cho mình rõ ràng. Như vậy mới là một người tu chính nghĩa. Như vậy mới là một bà mẹ đúng nghĩa. Như vậy mới là một mai sơ thiên thần. Bây giờ đây, các vị mà từ hôm nay trở đi, vì nào mà lỡ mà có thanh niên mà viết thư vô mà rủ ra, cứ nói thẳng với bà mẹ đừng giấu được. Vì nào mà xài điện thoại di động, xin mẹ cho con xài điện thoại di động, đừng có giấu đến đầu mặt để rung chuông chi. Đó, đừng có phải làm như thế. Mà chúng ta sống bằng cái bồn của chúng ta đi. Sống thật lòng với anh. Mẹ mình sẽ thương mình nhiều hơn. Cha mình sẽ quý mình nhiều hơn. Và khi mình sống thật lòng như thế đó, thì
thì kể từ nay trở đi cấp nhà dòng khi nói đến cái thằng A, con B, là con Dung, con Nga, con Gấm, con Lụa gì đó, con nó là lá ngọc cành vàng của tôi đó chị. Sướng không? Đó. Khi mà người bên ngoài nhắc đến bà mẹ, dì ơi, dì hai nó khỏe không chị? Bà mẹ sẽ nói là chị ơi, dì hai đó là lá ngọc cành vàng. Phải không chị? Mà các chị không sống được như vậy thì bà mẹ mình có khoe với ta mình là lá ngọc. Mà khi bước ra khỏi họ đạo rồi thì các chị mà gửi gì đi cho một cha sở đó, cha sở đó ông không dám đụng tới. Bởi vì người ta là sống với tinh thần cho không, mình có cho nào không dám đụng tới mấy bà sở này. Người ta là người sống đó, chứ không phải là chuyện chơi. Sống như thế thì chúng ta mới thoát kiếp dây sầu. Chúng ta sống như vậy chúng ta mới lọt được cái xác của chúng ta. Còn nếu chúng ta không sống như thế thì chúng ta không thể lọt được cái xác. Bây giờ khi bước vào những chuyện, bước vào nhà dòng thì chúng ta khiêm nhường yêu thương được mọi sự sống của mình. Là này ra vậy, muốn được như vậy phải thực sự nghiêm túc và quyết tâm. Kết luận, muốn được tất cả những điều đó phải nghiêm túc và quyết tâm. Nha, tiếp theo này, phải nghiêm túc và quyết tâm. Tiếp theo. Bây giờ cảm nghiệm cuối cùng là hãy từ bỏ con người cũ như con dao màu xanh. Hãy quyết lòng tuân giữ các giới răn của Chúa. Hồi nãy tôi đọc 10 điều răn ra đó, cuối cùng cũng phải cũng có những người bị dính trong thế dính được. Mà nó dính cái điều răn mà người thế gian người ta không dám dính mà mình lại dính. Tôi nói thật lòng như vậy thôi. Những người tu như chúng ta, có những người ở thế gian người ta không dám dính cái điều răn đó. Bởi vì người ta nói bây giờ nếu mà tao lấy vợ thằng này, lấy chồng thằng này là tao phạm cái lỗi gọi là phá hoại gia can, tao không dám đụng vô. Mà có chừng người tu chúng ta là dính vô cái điều răn đó rồi, còn cái gì là tu nữa, còn cái gì là thánh thiện, còn cái gì là lòng tu. Chúng ta thay đổi ngay từ đây, thay cũ đổi mới, từ bỏ lớp áo lợi danh chức quyền tham lam đố kỵ, từ bỏ suy tính trục lợi các em, và cuối cùng là sống tinh thần cho không. Rồi. Cuối cùng mặc lấy một chiếc áo mới trong thánh lễ hôm nay, lòng thương xót Chúa là một chiếc áo mới, là thay cái cũ đi đổi cái mới, thay cái ganh tị ghen ghét bằng cái yêu thương tha thứ. Sốt sắng tham dự thánh lễ này, chúng ta đây cầu nguyện với lòng thương xót, đặc biệt sống tâm tình cho không. Xin cảm ơn anh chị. Họ nói, ông đã vào nhà những kẻ thông cách.
tình và cùng ăn uống với họ. Bây giờ ông Phêrô bắt đầu trình bày cho họ đầu đuôi sự việc. Ông nói: Tôi đang cầu nguyện tại thành Gia-phô thì trong lúc xuất thần tôi thấy dị kiến này, có một vật gì xà xuống trông như một tấm khăn lớn của bốn góc từ trời hạ xuống đến tận chỗ tôi. Dương mắt nhìn kỹ, tôi thấy các giống vật bốn chân sống trên đất, các thú rừng, rắn rết và chim trời. Và tôi nghe có tiếng phán bảo tôi: Phêrô đứng dậy làm thịt mà ăn. Tôi đáp: Lạy Chúa, không thể được, vì những gì ô uế và không thanh sạch không bao giờ lọt vào miệng con. Có tiếng từ trời phán lần thứ hai: Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch thì ngươi chớ gọi là ô uế. Việc ấy xảy ra đến ba lần rồi tất cả lại được kéo lên trời. Ngay lúc đó có ba người đến nhà chúng tôi ở, họ được sai từ Cesare đến gặp tôi. Thần khí bảo tôi đi với họ, đừng ngần ngại gì. Có sáu anh em đây cùng đi với tôi. Chúng tôi đã vào nhà ông Cornelio. Ông này thuật lại cho chúng tôi nghe việc ông đã thấy thiên sứ đứng trong nhà ông và bảo: Hãy sai người đi Gia-phô mời ông Simon cũng gọi là Phêrô. Ông ấy sẽ nói với ông những lời đó, nhờ ông đó và cả nhà ông sẽ được cứu độ. Tôi vừa mới bắt đầu nói thì Thánh Thần đã ngự xuống trên họ như đã ngự xuống trên chúng ta lúc ban đầu. Tôi sực nhớ lại lời Chúa nói rằng: Ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì sẽ được rửa trong Thánh Thần. Vậy nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như người đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Nghe thế họ mới chịu tin, và họ tôn vinh Thiên Chúa mà nói: Vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các nhân ngoại ơn sáng hối để được sự sống. Đó là lời Chúa. Ai không đi qua cửa mà vào đàn chim, nhưng tràn qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là một tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chim nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con và dẫn chúng ra. Khi đã cho chim ra hết, anh ta đi trước và chim đi theo sau. Vì chúng nhận biết tiếng của anh, chúng sẽ không theo người lại, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Đức Giêsu kể cho họ nghe những ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người đã nói với họ. Vậy Đức Giêsu nói: Thật tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi thì là trộm cướp, nhưng chiên đã lắng nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào để gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại để phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống, để sống lâu dài. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Xin giờ nghe Chúa một lời cảm thank you.
con, mình và máu Đức Giêsu Kitô cho chúng con. Khi tự nguyện đọc mình chịu khổ mình, người cầm lấy bánh tạ ơn để và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị đòi vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang được quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự ấm áp của Chúa Thánh Thần đến có thời gian để chờ thánh thể với kinh thi sáng.
được tham dự thánh lễ do cha chủ sự. Nhất là chúng con được học hỏi về lòng thương xót của Chúa. Một trong những điều mà giáo hội đã dành riêng Chúa Nhật thứ hai để kính lòng thương xót của Chúa. Qua những bài chia sẻ, chúng con xác tín hơn và tin tưởng phó thác cũng như thực thi vào lòng thương xót của Chúa hơn trong đời sống của chúng con. Ước mong rằng trong thời gian sắp tới, chúng con cũng sẽ được lắng nghe và trao đổi nhiều hơn với cha về lòng thương xót của Chúa. Hy vọng trái đất được tròn và chúng con có dịp được gặp cha. Đứng trước lòng quảng đàn hy sinh của cha, chúng con không biết lấy gì bằng nguyện cầu xin Chúa trả công hồi hồng và thay cho lời cảm ơn của chúng con. Xin cha cũng cầu nguyện cho hội dòng chúng con có nhiều ơn gọi và mọi sự tính chương trình và những sinh hoạt của hội dòng được nhiều thuận lợi cũng như được theo lòng Chúa. Một lần nữa, con xin chân thành cảm ơn cha và xin kính chúc sức khỏe cha, cũng như xin Chúa đổ muôn ngàn ân phúc và xin cho cha luôn nhiệt thành dấn thân để cha luân truyền về lòng thương xót của Chúa, cũng như hoàn trọng thiên chức mục tử nhân lành với lòng quảng đạt hy sinh. Sau đây, một dòng chúng con có chút hoàn hảo kính dân cha, xin cha vui nhận. Xin nguyện cảm ơn ngài chị nhất và cảm ơn tất cả các chị em dòng. Chúng ta điều mà chúng ta mong ước là chúng ta sống tốt đời rồi đạo sẽ đẹp. Còn nếu như chúng ta sống tốt đạo thì chưa hẳn đời sẽ đẹp. Do vậy các chị em cố gắng sống tốt đời thì đạo chúng ta sẽ đẹp. Chúng ta không cần chứng minh chúng ta là một người như thế nào, nhưng chúng ta chỉ cần sống tốt thì họ sẽ thấy chúng ta đang làm gì, đang có chức vụ gì, đang là người gì. Mong rằng mỗi ngày sống của chúng ta là mỗi ngày chúng ta sống bằng tình thương, sống bằng cái bụng, sống hết mình, sống không bao giờ riêng tư, sống phó thác cho lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa là khẩn cầu, thì là tự thấy là con đường đi, nhưng cái thực hiện con đường đi đó là anh đang ở trên không. Chúng ta hãy cố gắng sống trở thành những không đó, không phải chỉ có tiền ở trong, có công sức, thời giờ, sức khỏe, trí tuệ, thời gian, có cái gì cũng là trong cái đó, đó là chúng ta đang sống bằng thương xót. Xin lòng thương xót Chúa một lần nữa ban phước lành cho tất cả các anh chị em. Chúa ở cùng các anh chị em. Amen. Xin Chúa gọi là cha.